Như phía trước các bạn thấy là một cửa hàng bán quần áo, đó là Uniqlo. Đây là một hãng bán quần áo của Nhật. Đây là hãng mà rất nổi tiếng, rất quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam. Rồi kế bên đó chính là một cửa hàng chuyên bán về đồ nội y. Bên đây mình thấy trưng bày là nội y của nữ không à, không biết có nội y của nam không, mà theo mình đoán chắc chỉ nội y của nữ thôi.